kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua. Ngày 23 tháng 10, Ủy ban châu Âu đã bác dự thảo ngân sách năm 2019 của Italia, viện dẫn lý do rằng bản dự thảo này đã vi phạm nhiều luật lệ của EU, đồng thời gia hạn 3 tuần để nước này điều chỉnh kế hoạch ngân sách của mình. Ngân hàng Trung ương Canada vừa quyết định nâng lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm lên 1,75%. Đây là lần nâng lãi suất thứ 5 của Ngân hàng Trung ương Canada kể từ giữa năm 2017. Theo khảo sát của CBC Research, gần 1/5 số người được hỏi cho rằng lãi suất tăng sẽ khiến họ khó khăn hơn trong việc thanh toán các khoản vay thế chấp. Ngày 24 tháng 10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ chi 9,78 tỷ won, gần 9 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Hợp tác Liên Triều, giải ngân cho chương trình cải tạo và sửa chữa trụ sở văn phòng liên lạc Liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong thuộc phía Triều Tiên. Doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ đang tăng chậm lại sau khi khởi đầu rất khả quan hồi đầu năm 2018, trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ bắt đầu ảnh hưởng tới các doanh nghiệp nước này. Anh sẽ chấp nhận việc có thể kéo dài giai đoạn chuyển tiếp sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu-EU, hay còn gọi là Brexit, nếu EU hủy bỏ yêu cầu về một kế hoạch dự phòng trong vấn đề biên giới Ireland và Bắc Ireland. Quý vị, từ ngày 8 đến 14 tháng 10, kỳ họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank đã diễn ra tại Bali, Indonesia. Hội nghị thu hút sự tham dự của lãnh đạo các ngân hàng trung ương, các bộ trưởng tài chính cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, đại diện các tổ chức xã hội dân sự và học giả của 189 quốc gia thành viên IMF và World Bank để thảo luận về những vấn đề nổi cộm trên thế giới, những dự đoán tăng trưởng kinh tế, những thách thức còn tồn tại đối với tăng trưởng toàn cầu do World Bank đưa ra sẽ là chủ đề của ngày hôm nay. Trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế toàn cầu như mất cân bằng thương mại, biến động thị trường tài chính, bất bình đẳng, do đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và hiệu quả viện trợ, trao quyền cho phụ nữ, cũng như các sáng kiến nâng cao niềm tin vào hệ thống đa phương. Căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Trung Quốc và Mỹ là chủ đề được quan tâm lớn tại hội nghị bởi nó có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu nếu tiếp tục leo thang. Đó thực sự là vấn đề gây lo lắng. Trong gần 2 năm qua, nền kinh tế toàn cầu đã bắt đầu phục hồi, các nền kinh tế phát triển và mới nổi chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt. Vì vậy, nếu cuộc chiến tranh thương mại leo thang nghiêm trọng hơn, sẽ không tránh khỏi những tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Những hành động của chính sách thương mại và sự xáo trộn đang trở nên rõ ràng ở cấp độ kinh tế vĩ mô, trong khi minh chứng về việc này xuất hiện ngày một nhiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty. Chính sách thương mại phản ánh chính trị và tình hình chính trị vẫn chưa ổn định ở một số quốc gia, tạo ra nhiều rủi ro hơn nữa. Trong bối cảnh đó, World Bank, IMF và WTO đều kêu gọi các nước cần phải hành động để làm sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại. Các chính sách thương mại bảo hộ có thể gây ra phản ứng dây chuyền bởi nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp tương tự và tình hình sẽ trở nên nguy hiểm nếu các doanh nghiệp quyết định chờ các chính sách rõ ràng trước khi tham gia vào các dự án mới. Chúng ta cần phải tiếp tục hỗ trợ cải cách thương mại, bao gồm việc loại bỏ các rào cản thương mại trong các lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp và thương mại điện tử. Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau để giảm bớt và giải quyết các tranh chấp thương mại hiện tại. Mặc dù có nhiều ý kiến thể hiện sự thất vọng đối với quan điểm này, song tôi thực sự hy vọng như vậy bởi rõ ràng là việc cải thiện và mở rộng thương mại là điều mà nhiều quốc gia mong muốn. Chúng ta đều biết những rủi ro của việc leo thang căng thẳng, rủi ro đối với nền kinh tế, rủi ro đối với bản thân hệ thống thương mại. Bằng cách này sẽ nhân lên các rủi ro kinh tế trong dài hạn. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Chúng ta cần thương mại, và thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng. Đặc biệt, bên lề hội nghị còn có cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN theo sáng kiến của Indonesia. Tổng số đại biểu tham dự hội nghị của IMF và World Bank lần này lên tới 34.000 người, bao gồm cả đại biểu chính thức và không chính thức. Hội nghị thường niên của IMF và World Bank diễn ra trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu, những biến động mạnh về tiền tệ ở các thị trường mới nổi thời gian gần đây và sự leo thang các mâu thuẫn thương mại, đặc biệt là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tiếp tục tăng trưởng toàn cầu sụt giảm nếu không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Để tìm hiểu sâu hơn về tác động từ các biến động này đến Việt Nam và thế giới, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Osman Dion, Giám đốc Quốc gia World Bank Việt Nam.
Cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn đã mời tôi đến chương trình. Thưa ông, được biết ông vừa trở về Việt Nam sau khi tham dự hội nghị IMF World Bank. Ông có thể cho biết những kết quả cụ thể đạt được trong hội nghị này? Cuộc họp của IMF và WB đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Bali, Indonesia. Tại cuộc họp này, chúng ta có thể thấy được cộng đồng các nước trên thế giới đã tham dự và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển chung. Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính phủ Việt Nam vì đã cử đi một đoàn đại biểu cấp cao tham gia vào cuộc họp. Và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới và tham dự phiên khai mạc toàn thể. Và đây được coi là một tín hiệu mạnh mẽ của sự cam kết của các lãnh đạo ASEAN trong việc hợp tác đối với các tổ chức thế giới. Hội nghị năm nay có sự tham dự của khoảng 30.000 người, một con số khá ấn tượng đối với một chương trình tổ chức tại đất nước Indonesia. Về những điểm nổi bật, thì thứ nhất, hội nghị lần này là sự cam kết của cộng đồng quốc tế đối với chủ nghĩa đa phương, đồng thời cũng là minh chứng cho sự gắn kết, mối quan hệ bền chặt của các quốc gia, mà tôi cho rằng là điều vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện tại. Điểm thứ hai, cũng không kém phần quan trọng, là sự giới thiệu của dự án Human Capital Project, cách mà chương trình này đóng góp vai trò trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Thứ ba, các bộ trưởng tài chính cũng đã cùng nhau bàn bạc về vấn đề thay đổi khí hậu, vốn là một vấn đề nóng trên thế giới, và các vị bộ trưởng cũng đã đưa ra những giải pháp cụ thể cho vấn đề này sau các phiên họp. Có rất nhiều vấn đề được đưa ra, song tôi xin phép đề cập ba điểm chính như trên. Thưa ông, tại hội nghị này, IMF và World Bank đã đưa ra dự đoán thế nào cho tăng trưởng trên thế giới và các khu vực trong năm nay? Tăng trưởng toàn cầu và khu vực, đặc biệt là ở Đông Á và Thái Bình Dương, vẫn ổn định trong nửa đầu năm 2018. Nhu cầu trong nước mạnh mẽ, củng cố sự tăng trưởng mạnh mẽ này. Cụ thể, tại Trung Quốc, tiêu dùng cá nhân được tăng cường khi chiến lược tái cân bằng tăng trưởng của chính phủ tiếp tục có hiệu lực. Nhu cầu lao động mạnh và tăng trưởng tiền lương hỗ trợ chi tiêu tiêu dùng trên các nền kinh tế ASEAN lớn. Bất chấp sự suy giảm trong môi trường bên ngoài, triển vọng tăng trưởng khu vực vẫn tích cực. Sau khi đạt mức cao nhất trong năm 2017 là 6,6%, tăng trưởng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ giảm xuống còn 6,3% trong năm 2018. Do sự kiểm duyệt trong sự mở rộng kinh tế của Trung Quốc, ở Thái Lan và Việt Nam, tăng trưởng dự kiến sẽ mạnh mẽ trong năm 2018. Đây là tin vui cho người Việt trước khi chậm lại trong năm 2019 và 2020 khi nhu cầu nội địa mạnh hơn chỉ phần nào bù đắp sự kiểm duyệt trong tăng trưởng xuất khẩu dòng. Cũng tại khu vực này, tăng trưởng mạnh mẽ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc giảm nghèo. Nghèo đói dựa trên chuẩn nghèo quốc tế 1,90 đô la Mỹ một ngày, thấp hơn 2% trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương bao gồm Trung Quốc và 4,4% không bao gồm Trung Quốc, sẽ tập trung ở một số nước có thu nhập thấp và vùng sâu vùng xa tại những nước giàu có hơn. Ở những nước có thu nhập trung bình thấp hơn, tỷ lệ đói nghèo sẽ giảm từ 9,4% năm 2017 xuống còn 6,4% vào năm 2020. Vậy là có mối liên kết chặt chẽ giữa tăng trưởng và mức đói nghèo. Thưa ông, đâu là những đe dọa lớn nhất với tình hình kinh tế thế giới hiện nay? Những thách thức này ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam? Có hai khía cạnh mà tôi muốn đề cập ở đây để chúng ta có thể nhận thức được vấn đề. Đầu tiên, trên bình diện toàn cầu, chúng ta thấy rằng môi trường toàn cầu đã trở nên kém thuận lợi hơn. Trong những tháng gần đây, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn ngày một gia tăng, và sự căng thẳng này dẫn đến tình trạng bảo hộ gia tăng. Kết quả là thương mại toàn cầu đang chậm lại và giá hàng hóa phi năng lượng đã giảm. Điều này không tốt cho kinh tế toàn cầu. Thêm vào đó, chúng ta có thể thấy một ví dụ điển hình là đồng đô la Mỹ tăng giá. Đồng đô la Mỹ tăng giá sẽ ảnh hưởng đến việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng cần lưu ý đó là làm sao để kiểm soát được nguồn tài sản của quốc gia, tránh tình trạng dòng vốn chảy ra nước ngoài, bởi điều này sẽ có phần nào tác động lên tỷ giá hối đoái của khu vực trong thị trường vốn và dẫn đến tình trạng thất thoát vốn. Chúng ta thực sự phải chú ý đến vấn đề này. Tiếp theo, về tình hình tại khu vực, chủ nghĩa bảo hộ có thể tác động nghiêm trọng hơn đến triển vọng tăng trưởng của khu vực. Châu Á-Thái Bình Dương là một khu vực mở cửa cho thương mại và bảo hộ thương mại sẽ dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực mà chúng ta phải hết sức quan tâm. Chủ nghĩa bảo hộ có thể dẫn đến sự suy giảm trong thị trường tài chính. Chúng ta cần lưu tâm đến vấn đề quản lý kinh tế vĩ mô, làm sao để đảm bảo chúng ta tránh được sự bất ổn trong thị trường tài chính. Sự thay đổi đột ngột về kỳ vọng của thị trường về tốc độ tăng lãi suất có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài cân bằng lại danh mục đầu tư của họ. Đây là một vấn đề nóng, hết sức đáng quan tâm. Ngoài ra, một vấn đề khác, đó là lạm phát đã bắt đầu tăng trên toàn khu vực. Lạm phát khi kết hợp với bảo hộ thương mại, các rủi ro trên thị trường tài chính, dòng vốn là vấn đề cực kỳ nguy hiểm.
Tuy nhiên, Philippines, Việt Nam và Myanmar là ngoại lệ. Chính sách của Việt Nam đã duy trì khá tốt trong vấn đề lạm phát và không bị ảnh hưởng nhiều từ yếu tố này. Đó là một điều cực kỳ tốt. Nâng cao tính bảo hộ thương mại, tăng cường sự bất ổn địa chính trị toàn cầu và khu vực và tiếp tục thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu có thể dẫn đến biến động thị trường tài chính rối loạn và ảnh hưởng tiêu cực đến Việt Nam. Và chúng ta cần lưu tâm vấn đề này. Vâng, chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình thưa ông. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tốt nhờ những cải cách trong nước đang được thực hiện và sự ủng hộ của quốc tế. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng đến với dự đoán về tăng trưởng kinh tế Việt Nam và tiềm năng trong tương lai. ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 6,9% cho năm 2018, thấp hơn so với mức 7,1% được dự báo trong tháng 4, do xuất khẩu, nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng dự kiến giảm nhẹ trong nửa cuối năm. Dù vậy, mức dự báo của ADB vẫn cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với World Bank. Trước đó, World Bank cũng dự báo lại tăng trưởng Việt Nam lạc quan hơn một chút khi điều chỉnh từ mức 6,5% lên 6,8%. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,4% một năm trong giai đoạn 2018-2022. Moody's ước tính kinh tế Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng mạnh ở mức khoảng 6,5% với sự hỗ trợ từ việc sử dụng ngày càng hiệu quả lực lượng lao động và nguồn vốn trong nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam có cả sức mạnh kinh tế cùng với mức tăng trưởng và sức cạnh tranh cao khi đang chuyển hướng phát triển sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Moody's cũng nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ B1 lên BA3 và điều chỉnh triển vọng từ tích cực sang ổn định. HSBC thì nhận định Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế trên 6,7% trong năm nay và sẽ hạ nhiệt trong những năm tới. Tuy nhiên, vào năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 6 trên thế giới. Trong ngắn hạn, Việt Nam vẫn sẽ ổn định ngay cả khi chiến tranh thương mại leo thang. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được đánh giá sẽ tiếp tục là động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam về dài hạn. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng Việt Nam cần tiếp nhận FDI một cách chọn lọc. Bên cạnh đó, nghiên cứu của PwC chỉ ra một số lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn ở Việt Nam như dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng và cơ sở tầng giao thông. Với gần 60% trên tổng số 100 triệu dân ở dưới độ tuổi 35, bộ phận dân số trong độ tuổi lao động sẽ tiếp tục mở rộng trong vòng 20 năm tới, làm tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ kể trên. Trong báo cáo chỉ số nguồn vốn con người của Ngân hàng Thế giới World Bank, Việt Nam cũng có xếp hạng cao hơn mức trung bình của các nước trong khu vực. Ông dự báo thế nào về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay và năm sau? Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có diễn biến tốt và tôi tin rằng tất cả các tổ chức quốc tế đều thừa nhận điều này. Việt Nam được thúc đẩy bởi sự phục hồi toàn cầu bền vững và những cải cách liên tục trong nước. Điều này hết sức quan trọng và là yếu tố chính cho sự phát triển của Việt Nam. Tăng trưởng mạnh mẽ đang thúc đẩy tạo việc làm và tăng trưởng thu nhập, dẫn đến phúc lợi xã hội gia tăng trên diện rộng và giảm nghèo. Mặc dù triển vọng ngắn hạn được cải thiện, rủi ro bên ngoài và trong nước cùng những thách thức dài hạn vẫn còn, triển vọng trung hạn của Việt Nam cũng đã được cải thiện hơn nữa. GDP thực được dự đoán sẽ tăng 6,8% vào năm 2018 từ mức 6,5% trong dự báo trước đây, và dự báo GDP cũng được điều chỉnh lên 6,6% năm 2019 và 6,5% vào năm 2020 do sự điều tiết theo chu kỳ nhu cầu toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì quanh mục tiêu chính phủ 4%, dựa trên việc thắt chặt lập trường tiền tệ để chống lại áp lực giá phát sinh từ áp lực giá đầu vào trong nước và giá hàng hóa toàn cầu tăng. Đây là một điều chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng đến chính phủ Việt Nam. Một thông tin tích cực khác, chúng tôi cho rằng số dư tài khoản vãng lai vẫn ở mức thặng dư, nhưng bắt đầu thu hẹp từ năm 2019. Vậy là có 3 thông tin tốt: GDP cải thiện, lạm phát cải thiện và thặng dư thương mại. Những yếu tố này sẽ đem lại cho chính phủ nền tảng vững chắc để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa chính sách cải cách của mình, những chính sách cứng rắn mà các bạn chỉ có thể làm khi có một nền kinh tế tốt. Mặc dù triển vọng ngắn hạn được cải thiện, rủi ro vẫn còn đáng kể. Đây là thời gian mà chính phủ cần tập trung vào cải thiện chính sách tiền tệ, trong đó phải tăng cường giám sát các ngân hàng, cải thiện tình hình nợ xấu và tăng khả năng thu hút vốn. Về mặt chính sách tiền tệ và tài khoá, đây là thời điểm để chính phủ Việt Nam thực hiện cải cách các vấn đề này. Về mặt tài chính, việc giảm thâm hụt hơn nữa cần được củng cố bởi chiến lược toàn diện để nâng cao hiệu quả chi tiêu và duy trì tiềm năng doanh thu trung hạn. Chúng ta đang trong thời điểm thuận lợi để cải thiện các vấn đề này.
Cuối cùng, các chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng cần được tiếp tục tập trung vào cải cách cơ cấu toàn diện và sâu sắc, bao gồm cải cách quy định để loại bỏ các rào cản và giảm chi phí hoạt động của khu vực tư nhân, vốn nhân lực và đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao, và cải cách hơn nữa để nâng cao năng suất của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Như ông vừa nói, World Bank công bố sáng kiến chỉ số vốn con người, trong đó Việt Nam đứng thứ hạng tương đối cao. Ông có thể cho biết thêm thông tin về vấn đề này? Chỉ số vốn con người, đây đang và sẽ là một chỉ số khá quan trọng trên thế giới khi để đánh giá sự phát triển của một đất nước. Chỉ số vốn của con người do World Bank đánh giá bao gồm kiến thức, trình độ, kỹ năng và sức khỏe mà con người thu được trong đời sống của họ. Bây giờ chúng ta hãy đánh giá từng yếu tố. Nếu một người có kiến thức, nếu bạn có kỹ năng, có sức khỏe, bạn sẽ có một tổ hợp các yếu tố cho phép bạn phát triển. Và Việt Nam hiện đang thực sự xếp hạng khá cao về chỉ số vốn con người. Việt Nam xếp thứ 48. Đây là một thứ hạng thực sự cao. Tôi muốn nhân cơ hội này để chúc mừng chính phủ Việt Nam vì những nỗ lực của họ trong suốt nhiều năm. Và nay đã thu được kết quả, chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam đã quan tâm đến việc thúc đẩy vốn con người. Vốn con người tập trung vào 3 yếu tố. Thứ nhất là sự tồn tại. Liệu một đứa trẻ ngày nay có thể sống đến tuổi đi học không? Thứ hai là giáo dục. Một đứa trẻ có thể hoàn thành bao nhiêu lớp học và học được bao nhiêu kiến thức? Thứ ba là sức khỏe. Liệu đứa trẻ này có thể tốt nghiệp trong tình trạng sức khỏe tốt để có thể lao động tiếp tục học cao hơn? Khi bạn nhìn vào ba yếu tố này, Việt Nam đã thực hiện tốt và đem lại thứ hạng cao. Đây là điều mà người dân Việt Nam nên được phổ cập. Cụ thể, một đứa trẻ sinh ra ở Việt Nam ngày nay sẽ làm việc hiệu quả hơn 67% khi lớn lên nếu em được học toàn diện và có đủ sức khỏe. 98 trong số 100 trẻ em sinh ra ở Việt Nam sống sót đến 5 tuổi. Ở Việt Nam, một đứa trẻ bắt đầu đi học ở tuổi thứ 4 có thể dự kiến sẽ hoàn thành 12,3 năm học vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình. Đây là những số liệu tốt, kể cả khi tính đến số lượng học sinh đi học. Nhưng tính toán những gì trẻ em thực sự học được, số năm học dự kiến là 10,2 năm. Học sinh Việt Nam đạt điểm 519 trên thang điểm 625 đại diện cho thành tích cao cấp và 300 đại diện đạt được tối thiểu. Trên khắp Việt Nam, 88% trẻ em 15 tuổi sẽ sống sót cho đến 60 tuổi. 75 trong số 100 trẻ em không bị còi cọc. 25 trong số 100 trẻ em bị còi cọc. Đây là vấn đề Việt Nam cần giải quyết. Làm thế nào để Việt Nam biến những tiềm năng về vốn con người thành kết quả kinh tế thực sự trong những năm tới, thưa ông? Chúng tôi đã đánh giá một số yếu tố trong quá trình nghiên cứu của mình. Đó là thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển vốn con người tại các quốc gia là yếu tố y tế, mà trong đó chủ yếu là vấn đề dinh dưỡng. Việt Nam cần giải quyết vấn đề này, thu hẹp khoảng cách giữa các đối tượng khi xóa đói giảm nghèo, suy dinh dưỡng hay giáo dục. Cá nhân tôi vừa quay trở về sau chuyến thăm vùng núi Yên Bái Việt Nam, và tôi muốn cảm ơn đến chính quyền khu vực đã có nỗ lực để thúc đẩy cải thiện tình hình dinh dưỡng tại khu vực, cũng như giáo dục để cải thiện sự phát triển kinh tế trong tương lai. Điều này đã trở thành một mục tiêu, xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng. Việt Nam có thứ hạng cao, nhưng các bạn không nên hài lòng với điều này vội và cần tiếp tục nỗ lực. Các bạn mới sử dụng nửa công suất của mình trong vấn đề này. Ngân hàng Thế giới tự hào đóng góp vào nhiều thành công về vốn con người và đầu tư cơ bản, như cải cách giáo dục đã góp phần vào kết quả học tập tốt hơn ở Việt Nam và cải thiện dinh dưỡng ở các vùng miền núi và dân tộc thiểu số. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng thành công và chuẩn bị cho Việt Nam những công việc có tay nghề cao và phức tạp hơn trong tương lai. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Hy vọng rằng những nhận định vừa rồi của Giám đốc Quốc gia World Bank Việt Nam đã đem đến cho quý vị cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình kinh tế toàn cầu và Việt Nam hiện nay. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.